Khai xuân rực rỡ ngày vía thần tài, mùng 10 tháng Giêng. Lời đầu tiên, Tùng TV xin gửi lời cầu chúc trong đầu xuân năm mới đến toàn thể quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Một năm mới tấn tài tấn lộc, tiền vô sòng sọc, tiền ra từ từ, sức khỏe có dư, công danh tấn tới, tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa, trai gái trĩ già, một năm sông tốt. Và không quên cầu chúc đến quý bà con chăn nuôi, một năm chăn nuôi thuận lợi. Lời đầu hôm nay mùng 10 tháng Giêng cũng là thứ hai đầu tuần, mình khai xuân lấy lộc đầu năm, trộm vía thần tài. Đó thì sáng hôm nay cuộc hành trình của Tùng TV vận chuyển tổng quan 6 con 3B giao về cho vị khách cũ ném ngói mua của mình hai con ở gần nhà ở trên Gia Lai. Đó thì chia sẻ với quý cô chú anh chị, trong những năm vừa qua mình kết nối chăn nuôi thì cũng có rất là nhiều quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi gần xa yêu mến theo dõi, tin tưởng, đồng hành và ủng hộ Tùng TV. Đó, và mình hứa rằng trong năm nay mình sẽ nỗ lực hết mình tuyển chọn những con giống chất lượng nhất với thái độ phục vụ nhiệt tình nhất và vận chuyển an toàn nhất trao đến tận tay của khách hàng. Và công việc ngày hôm nay nhân tiện trong đầu xuân năm mới cũng như là video đầu tay của mình gửi lời cảm ơn đến tất cả những người trong những năm qua đã ủng hộ và đồng hành cùng Tùng TV. Và cuộc hành trình sáng hôm nay giao 6 con 3B này về cho vị khách cũ như thế nào đó, và giá cả từng con chốt qua Zalo ra sao, và vị khách cũ này có ưng ý, có hài lòng khi mà khai xuân đầu năm với mình hay không, thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi cùng theo dõi hết video để biết, đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV trong năm mới ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới bắt đầu và kết thúc cái video này chắc cũng là cuối ngày. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi luôn luôn có thật nhiều sức khỏe trong năm mới để thực hiện những ước mơ của mình nhé. Rồi, bắt đầu nội dung video với mình nào. Let's go! Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha! Chọn ngày rồi chọn giờ nữa mà không chịu nữa thôi chứ. Giao nem thiền mà giờ thiền nữa chứ. Nem vừa rồi là mua 2 hay 3 con hay? 3 con hả không? Rồi cuối cùng bán được bao nhiêu? 74 ấy. Trước khi xuống bò á thì mình chia sẻ với quý cô chú anh chị cũng như là quý bà con chăn nuôi đang theo dõi video của Tùng TV. Đây là 6 con 3B mình tuyển chọn cho anh khi mà mình gom về chuồng của mình chiều hôm qua. Và mình quay video, mình gửi Zalo cho anh để xem trực tiếp và chốt đầu năm. Đó thì 6 con 3B này thì mình chia sẻ với quý cô chú anh chị là mình tuyển 4 con ở trước Tết và 2 con thì mình mới mua sale Tết này. Đó, và mình hỏi tới cái đoạn mà 3 con đó, anh bán được bao nhiêu? Thì anh nói là 74. Đầu tiên thì mình nghĩ 3 con 3B nuôi hơn 1 năm mà sao bán có 74 triệu, mình cũng giật mình. Nhưng mà chia sẻ với quý cô chú anh chị cũng như là bà con hiểu thêm là anh cân hơi giá là 74.000 một ký thời điểm trước Tết đầu tháng chạp, buôn đẹp lách xuống mua. Và ba con mình giao cho anh nem ngói á thì anh cân hết là 1 tấn 8 hơn một xíu đó, và anh bán ba con đó thì được 130 triệu đó. Theo anh chị chia sẻ khi mà mình giao bò cho anh chị xem đó, và cái lúc trao đổi cũng như là nói chuyện với nhau đầu xuân năm mới thì anh chị mới chia sẻ với mình như vậy. Và 6 con 3B này á thì mình cũng chưa up lên video trên kênh vì là đầu xuân bắt bò hạn chế quá bà con, rất là nhiều người đặt, anh chị thì khách cũ và gần nhà của mình nữa, và anh chị cũng đặt trước Tết à, nhưng mà trước Tết thì mình không có bò giao cũng như là hết ngày mất, mình chạy không kịp. Đó thì 6 con này á thì có 3 con là một con, hai con đầu tiên ở chuồng ngoài mình mới vừa quay hồi nãy á, thì một con 16 rưỡi và một con 18. Đó, trong chuồng trang này 4 con á thì một con 18 năm, con này đó, vai cực kỳ hở luôn đó, để cô chú anh chị xem tham khảo, vai cực kỳ hở, cấp mình cực kỳ dài đó, như con này là 18 năm, con đứng giữa đó là 19 triệu đó. Và hai con còn lại thì một con 20, một con 21 triệu, tổng thể 6 con á thì 113 triệu. Và
khách cũ cũng như là khai xuân năm mới thì mình ra lộc ngay 1 triệu cho anh chị đó. Và đáng lẽ thì xéo con này thì mình lời 3 triệu như từ xưa tới giờ mình mua bán, nhưng mà đầu xuân năm mới anh chị khách cũ và gần nhà của mình quay lại ủng hộ nên là mình ra lộc nhanh nhẹn gửi trực tiếp qua Zalo cho anh chị luôn, ra lộc nhanh 1 triệu. Và đầu xuân năm mới thì 2 triệu xéo con này thì mình kiếm tiền xe, giao lưu với anh chị, lời cái tình cảm thôi, chứ còn chia sẻ với quý cô chú anh chị thì xéo con như thế này mà ở thời điểm hiện tại nếu không có 4 con 3B trước Tết thì giá đó thì cái giá mình đi mua chứ không phải là cái giá mình bán ra đó, để cho cô chú anh chị hình dung và tham khảo. Vì là trong thời điểm hiện tại á, bò đầu năm thì cái bò thịt thì nó không lên, nhưng mà giá con giống á, thì ít người bán nên là nó khan bò. Tâm lý của bà con mình á, thì trước Tết bán bò thịt xong nghỉ chơi Tết du xuân, chúc Tết rồi có thời gian rảnh rỗi không có bận cái công việc chăm bò. Khi mà Tết xong rồi á, thì ai cũng có nhu cầu mua bò hết, nhưng mà số lượng người bán bò ra thì cực kỳ ít. Đó nên là mình chia sẻ như vậy để quý cô chú anh chị xem tham khảo. Rồi thì bây giờ mình quay tổng thể lại hết xéo con 3B này để cho cô chú anh chị xem trước khi mình xuống xe. Vì là xuống xe cái chuồng anh nó hơi tối nên là mình quay cái video nó không được rõ. Nhưng con này là 3B lỡ lớn nhất luôn này, giá là 21 triệu, bồng bộ một xíu, dày đê đúc luôn. Con này thì nó dày mông đùi, dày đê đúc luôn, để cô chú anh chị xem tham khảo. Mông nó hơn 40 phân, giá 21 triệu, còn lớn nhất luôn. Rồi bà con cùng tham khảo cái video mình gửi Zalo cho anh, rồi mình xuống bò để bà con xem ạ. Tổng quan hết là 6 con đó. Con số 6 đây là 21 này đó. Con số 5 giá 20 này đó. Con số 4 giá là 19 triệu này đó. Con số 3 là giá là 18 rưỡi này đó. Số 2, số 1 hiện con 18 với một con là 16 rưỡi đó. Thì 6 con như thế này á, là tổng hết là 113 triệu đó. Chị bách hết 6 con nguyên lô đó, khai xuân cho rực rỡ đó. Em ra lọc cho chị là đúng 1 triệu đó, bao vận chuyển tận nhà khách cũ đó, 112 triệu 6 con như thế này đó, để chị xem tham khảo. Thì bò đủ đồng nó rơi vào tầm hơn 18 triệu một xíu thôi đó. Bò mới vừa bán trước Tết hay là bán lâu rồi? Vừa đầu bó là hàng 2 mấy hay hàng 10 mấy hay? Hàng lớn à. Đầu xuân em mới khai xuân rực rỡ luôn. Còn được 4 con mới bán sale 2 con này. Bán cái con 18 năm ấy, giữ cái con lớn rồi. Là mới bán hôm bán ngày hôm qua. Còn 4 con kia em bán trước Tết đi. Đi vô. Đó. Con nào cũng nói thôi chứ, nói về cái độ dày vậy đi đốt luôn. Đi, bước. Con 20 triệu kia là số dơi. Con nào cũng nói mông đùi như F2. Đầu năm ít người bán quá. Hết luôn á, không có con nào hết đấy. Bò này hàng đẹp không nhớ, còn không đẹp là đâu cho dương chút nha. Rúa bây giờ bò bê mà biết sao. Đi xuống. Xuống. Nói dài đùi con nào nói không? Nên đừng nói luôn. Ở đây anh nuôi dắp nem nó ra 7-8 tạ. Đi vô. Đi vô. Gột vô cứ đứng lần lượt vậy. Mới đây là gặp lại rồi. Đều. Rồi con kia nó rẻ hơn chút chứ mà cái xác nó đẹp nữa, cái con nó mẹ không da. Con nói nuôi nó theo kịp đẹp quá. Nó mẹ không da cái gì, mẹ không da là nó nhanh lớn. Đi đó. Chị lừa em mới đó. Đầu em là đẹp trứng hết.
Rồi là em mua trước Tết được mấy con rồi nè. Chứ bữa nay mà nói tiếng mà quyền lộ giờ giá đó thì không có đâu chị. Chứ lẽ đầu nam chị em à, em lấy cái lọc để em mua bán thôi chứ càng bán là cái ngày để mua bán không. Chứ giờ gặp nhau lần hai rồi đâu phải thách đố rồi đâu có. Đáng lẽ nếu như hầu vừa theo em mua bán là xéo con đó là em lời 3 triệu bao xe luôn. Mà giờ chị em mua lần hai rồi em bớt cho cái lọc đầu xuân vậy cho nó rực rỡ, còn em kiếm cái tiền xe giao lưu ở chị coi không. Con nào nói cái con đây là chị chơi tay nó to nè, mà chị coi cấp mình chân trụ không, mông đùi nó phê cực kỳ luôn, do mẹ của nó là man thái ngày xưa của mình đấy. Không bao giờ chị coi cái dàn mông nó nét cơ cục cục và sau này nuôi nó lên hết đấy, không bao giờ có cái chuyện mà nó sai được. Bò tay dài mà anh mua bò nháy thôi thua, chứ còn bò em bò phối trứng là không bao giờ có cái chuyện mà giống bò lai. Đều riếng một gian. Nó rẻ hơn nhiều mà. 16 rưỡi á, con nhỏ nhất á, con đầu tiên á. Hơi bé nhưng mà vô đứng thẳng thốn lại gì coi, con phát cao nó dài. Cao dài nó cũng đem thém con bò lắm nhớ không hay nó bé mà nó lém léo con bò đâu. Con này da mà không lép, cao dài. Đi xuống ơi, xuống. Rồi. Còn nghĩ là mày không già mà cao dài thấy đã không? Đi. 16 triệu 500 mà. Giá đó là vẫn còn giá của năm quái chứ chưa phải là giá của năm nay. À, hàng to thì nuôi nó nhanh. Đó. Một clip luôn. Đó, tổng quan hết là 6 con giao lưu đầu năm cho anh chị. Đây, con đây con đầu tiên, 16 triệu 500. Còn con đây là 18 nè. Đó. Con tay to đây là 18 nè. Đó. Rồi. Ba con đây là 19, 20, 21. Đó, ba con. Đó, 19 nó như thế này. Đó, con này 20, con này lớn nhất 21. 20 với 21 thì thầu cho nó dày đi đúc luôn. Như F2. Đó. Bò đây thì mình mua trước Tết. Đó, chỉ có ngày hôm qua mình bắt được một cặp khai xuân đầu năm lấy ngày. Rồi sáng hôm nay là đủ bò giao cho anh chị lần hai. Đó. Nói chung là anh chị cũng gần nhà của mình trên Gia Lai thôi. Từ nhà của mình mà qua nhà của anh chị thôi anh em tầm không tới 40 cây. Hồi nào có dịp đi qua công trà rò đồ ghé nhà em chơi cho biết nhà chứ. Đó. Dạ. Tính ra nó gần không à. Dạ. Chỉ có cái con lớn kia thì yên tâm rồi, chỉ có một cái con này nè, là nó mới về nó còn ù thôi chứ còn nữa là yên tâm hết. Ăn uống đùng đùng hết. Bộ em vừa rầu nuôi có trục trặc gì không? Dạ. Đeo chân bệnh khớp á là anh dám đạm lại. Anh rút kinh nghiệm là những cái con mà nó bị đeo khớp là dám đạm con nó lại. Mình cho ăn cám nhiều nó bị kiểu như người mình bị gút á. Mình dám đạm lại là nó ok. Đâu được á. Gái gái sơ á. Mà mới gì mà khổng rôn mình đây đẹp quá hình. Xanh âm. Làm được rồi. Đó, bò lựa từng con một, con nào cũng chứng hết. Con đời thấy rồi chứ mà nên mắng ra nó theo kịp liền anh chị nuôi coi. Con mẹ nó to ế cấu luôn chứ không hay là không mẹ nó đâu. Con này mắng ra anh chị nhìn nó mắng ra nó mướt lòng kiểu đó nuôi nó nhanh lớn lắm, nó theo kịp liền. Giờ viêm da nuôi cục làm rồi. Tủ huyết trùng làm rồi. Rồi đây vi nhiều. Em
Dạ, tỏi dung sắt nuôi thôi. Nó dày đi đúng. Mấy như con này dạ này. Nó cái giống luôn vậy sao này nó rú thì. Con này nó như con kia hơi lùn. Con kia sao không lên bằng cái loại này đâu. Nuôi thử cho em nghĩ con nó lên nhất á. Mấy con này tiếng một rép đó là nó ok hết á. À, con nói nó vậy á chứ mà nó anh nhìn giá nó này, với hàng đó mà giá nó to em bao giờ mua đâu, nhưng mà đó giá nó chút chiếu nhiêu rồi nó mới 8 tháng bò rồi. Mà nó gì nó đẹp đi ơi con bò. Rồi. Ok. Cây xuân lá ngày. Nam Thiên, Đầu Tân, vô Thiên luôn.